Thôi bây giờ nè, cái khu này cái khu mua vé, mình vô mình mua vé đi. Chờ anh Giang tới chứ. Thôi trong lúc chờ anh tới mình mua vé chảnh luôn đi. Anh tới mình vô tiền chơi luôn. Anh có tiền không? Không có tiền. Em thí dụ mà anh mua trước trả sau được không? Vô chơi xong mà đi ra trả, tại vì có một người anh của anh là đợi anh tới. Em biết anh Trường Giang không? Dạ. Ờ chắc em biết ha. Thì anh lấy cái uy tín của anh ra để anh đảm bảo. Thôi hai đứa nghỉ bữa nay đi, bao nhiêu làm thế cho. Bây giờ mình thả tâm lý ra, mình hãy cười vui nhất có thể trước khi mình không được cười nữa. Khoan từ từ, anh bình tĩnh em nhớ, anh bình tĩnh em nhớ, từ từ chưa. Ê khoan xí, khoan thả. Rồi đi thôi. Từ khi mà anh lấy được vợ rồi không còn có gì anh sợ nữa hết trơn.